Chào bạn đã đến với kênh Anti-Stress The Body ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến Teeny Titan Angry Grand Run Grand Chef 2 một số game khác. Mời các bạn đón xem. Ok, giao lưu tí trong Teeny Titan nào. Cộng này. Nguy hiểm đấy. Hashi. Máu à? Mình cần tìm gì? Thôi, quảng trài rồi. Uầy. Cả đống tiết. Rút. May quá, cô ấy tăng công. Thank you.
bỏ qua mất chữ T rồi. Công viện này không ăn được à? Vỡ mặt rồi. Chạy tiếp, hồi sinh nha. Lại vẫn hạt thổ đùa chứ. Thích rửa mặt đang ngủ này, ngủ ngày này, xin nhá, đã phải xin thôi. Gì cũng gặp bà kia, gặp ngay luôn. Oh shit, ôi, bị chặn đầu kìa.
đau thật. Nó thấy mình ngon. Nguy hiểm quá. Ui, nó đến kìa. Nghe tiếng kìa. Ôi, xin đấy, xin đấy, xin đấy. Về đây. Về đây. Vì mình ác thật. Súng đâu nhờ, súng đâu nhờ. Ơ, không có súng là thế nào nhỉ? Ván này bị ảo à?
đi kiếm ăn. Nó bắt đầu đi kiếm ăn rồi. Nhảy sang đây, dì Cam. Ui, phần kia thì sợ gì nữa. Hello. Nào đi xuống bẫy của tao đây. Đây nó đi vào bẫy mình đã. Bởi mình ra tận cái động phát là lại hỏng bét ngay. Xong. Tiếp theo à, để bán mình ra đi tìm con người ngoài kinh luôn. Thank you.
thay mặt. Chu dùng cống ít sợi. Ở đầu bắt ai, bắt ai là bắt ta rồi. Thánh cắm sừng, thánh bị cắm sừng. Ôi giời. Hè à? Cái thật đấy. Tốt. Xuất sắc thì không? Cô đi.